Ông Scott McTominay Ông ý được link tới Newcastle Và đố mọi người biết là cái mức giá là bao nhiêu tiền Chat cho tôi biết Chat định giá Scott McTominay là bao nhiêu tiền Huân Phạm bảo là Scott về Newcastle là hợp lý nhất rồi 20 đến 30 30, 40 40 40, 40. Ai mà What 40 triệu Việt Nam đồng khác 40 triệu euro khác 40 triệu đô la và khác 40 triệu Zimbabwe tiền Zimbabwe mới nhá nói hộ tôi nói hộ cho tôi tiền tệ Văn Trần bảo là 30 triệu bảng Anh Châu bảo là 20 triệu bảng Đậu Thắng bảo là 28 triệu bảng Minh Phước Nguyễn bảo 14 triệu bảng Ok rồi các bạn nói với bảng nhá, nói tôi bảng cái tại vì đây toàn cầu thủ với EPL mà người ta toàn nhìn theo hướng hướng bảng thôi chứ ai đi nhìn theo cái hướng đô la ấy cứ đâu chuyển chuyển hóa ấy, cái thứ thay đổi tiền tệ đấy mệt quá. Ok, trên transfer market ấy đang định giá Scott McTominay ấy là 25 triệu euro, tính ra là khoảng 22 triệu bảng Anh. Tầm 22 triệu bảng Anh, ok. Tin mới nhất đấy đến từ Timesport đấy là sao? Scott McTominay được link tới Newcastle và Newcastle đang muốn mua Scott McTominay với mức giá 30 triệu bảng Anh trong khi ở trên transfer market ấy định giá là 22 triệu bảng Anh. Thường ấy là trên transfer market ấy, là định giá ấy, dựa trên gọi là cái mức gọi là cái mức gọi là thực tế nhất, đúng không? Không phải thực tế nhất mà cái mức gọi là lý thuyết nhất mà họ sử dụng những cái cách mà định giá về mặt rất lý thuyết, đúng không? Những cái ông mà chuyên là gọc PhD bác học những cái thứ ngồi lập model rồi lập những cái uh, uh, thuật toán những cái thứ để định giá là cầu thủ như thế. Nhưng mà trên thực tế à, thường ấy, giá nó cao hơn những gì mà tôi thấy ở trên transfer market, ok? Thì ông Newcastle hiện tại đang được link tới Scott McTominay và bảo là hè này à, có thể mua với mức giá 30 triệu. Nếu như mọi người có biết để Scott McTominay ấy, là sao? Hợp đồng tới 2025, có nghĩa là à, mua mùa, hè này ấy là còn 2 năm nữa. 2 năm nữa mà mình bán được bán được với mức giá 30 triệu. Chắc có bán không? <laughs> Chỉ cần nói cho tôi, có hay không rồi. 30 triệu, 30 triệu cho Scott McTominay này 30 triệu bảng Anh cho Scott McTominay những cầu thủ nào là những cầu thủ 30 triệu nhỉ những cầu thủ nào những cầu thủ 30 triệu Nguyễn Văn Thống bảo là có nhá Quyên Đỗ bảo bán nhá bán vốt bán bán vội 33 triệu hoặc 35 triệu trước đây mình bỏ ra cho ông Donny Van Der Beek à! bánh xe vuông mình bỏ 33 đến 35 triệu ra cho bánh xe vuông đúng không? Mình bỏ 33 đến 35 triệu cho bánh xe vuông. Bây giờ mình bán Scott McTominay đi với mức khoảng 30 triệu. Ok, 30 triệu. Góc nhìn của tôi ấy là sao? Mọi người nên nhớ lương của Scott McTominay cực kỳ thấp. Scott McTominay lương cực kỳ thấp luôn. Những gì mà tôi nhớ ấy, nó thấp đến cái mức mà tôi không tin là tôi nhớ có đúng hay không? Mọi người ạ, tôi không tin là tôi nhớ có đúng không? Scott McTominay lương à? 60.000 bảng anh một tuần. What? Nani? 60.000 bảng anh một tuần. Scott McTominay. 60.000 bảng anh một tuần. Scott McTominay. Nhớ nhá Marcus Rashford. 200.000. 200, Anthony Marshall. 250.000. David Ayer. 350.000. Jadon Sancho. 300 đến 350.000. Paul Pogba trước đây là khoảng 275.000. Edison Cavani trước đây là 240 đến 250 000 Scott McTominay 60.000. Nghìn. 60.000 nghìn cho Scott McTominay thưa quý vị và các bạn. Thì tôi đang nghĩ mình có cần bán không? Mình đâu, mình, nếu mình động mình nhận miếng như mình cần tiền thì ok. Nhưng mà tôi thả bán cái ông bánh xe vuông đi còn hơn. Tại vì tôi cảm thấy là cái ông bánh xe vuông ấy không đóng góp nhiều cho câu lạc bộ chúng ta bằng Scott McTominay dù gì đi chăng nữa, ấy, Scott mắc trong này tôi nghĩ như tôi đã chia sẻ trước này, tôi rất khó chịu Scott đúng không? Nhưng mà ấy, cái mà tôi luôn, luôn luôn kiên định từ trước đến nay này là ông Scott ấy. ông Scott ấy. Làm sao ông Scott ít nhất ấy là ông ấy là một cầu thủ dự bị cho chúng ta được. Và nếu như mà cần cần lôi vào để có một cái sự nhiệt huyết, năng lượng, một cái sự xông xáo trong lối chơi. 30, 40 phút cuối cùng của trận Thì chúng ta vẫn có một ai đấy Như tôi đã chia sẻ rồi Cái ông bánh xe vuông ấy Sức chả có <laughs> Kiến tạo Khi khi passes cũng chả có mấy Không thể hiện được mấy Đúng không? Pressing không phải là quá điên rồ Có vẻ như là hay bị chấn thương đây Bây giờ chúng ta đang thấy đây <laughs> hiểu Không hiểu đâu Nhưng mà tôi thấy là cái ông bánh xe vuông ấy Vẫn đi đến một cái câu lạc bộ Tầm trung hay là Phía dưới được như là một cái câu lạc bộ như kiểu uh, uh, Leicester đúng không? hoặc là đi sang châu Âu đá được tôi vẫn thấy là có câu lạc bộ khác ngoài kia họ sẵn sàng mua bánh xe vuông nhưng mà tôi cảm thấy là cái ông Scott ông ấy đóng góp cho mình nhiều hơn đặc biệt khi mà lương ông ấy chỉ có mỗi 60.000 thôi ông ấy chỉ có 60.000 thôi cho nên làm sao mình cứ giữ đi mình không cần tiền đến cái mức tôi không nghĩ là mình cần tiền nếu như mình có giới chủ mới mình không cần tiền thì cái mức mình phải bán đi đúng không cái thứ duy nhất mà mình cần phải cân nhắc khi mà bán Scott McTominay đi thôi cái duy nhất mà tôi nghĩ là chúng ta cần cân nhắc thôi đó chính là gì đó chính là ấy. financial fair play luật cân bằng tài chính nếu như mà chúng ta muốn mua nhiều cầu thủ về hơn ấy, thì chúng ta cần phải bán cầu thủ đi đúng không luật cân bằng tài chính Tôi không nghĩ là chúng ta cần tiền Tại vì chúng ta thiếu tiền Chúng ta cần phải Làm sao? Chúng ta cần phải theo đuổi Và làm theo quy luật Của luật chân bằng tài chính trong bóng đá Và đây có lẽ là Cái lý do vì sao Mà chúng ta sẽ tế Scott McTominay đi Vào mùa hè này Thực sự là tôi thấy khá là tiếc Tại vì tôi cảm thấy ấy, Là chúng ta vẫn nên giữ một cầu thủ như thế này Nếu như mà không phải lo về luật chân bằng tài chính nhưng mà thực sự là nếu như mà phải 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 nghĩ đến cái chuyện này này thì những cái cầu thủ như là Scott này, bánh xe vuông này với cả đối với tôi ấy, là Harry Maguire ấy, những cầu thủ này là những cầu thủ mà chúng ta cần phải ra đi cho ra đi.